ý chia sẻ đi nhá. Ở ngã ba đấy có một anh sửa xe về, mình cũng nhìn thấy có. Xin kính chào các bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Chào lúa nhá. Đi đâu đấy? Có ai? A Hòa. Đây vừa gặp lúa em này các bác này. Cháu Tuyên xin gửi lời chào tới tất cả các bác anh chị và quý khán giả. Tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì đến một ngày rất là đặc biệt. Và hôm qua nắng nắng các bác ạ, tuy nhiên hôm nay lại mưa. Thì hôm nay Tân ra nhà A Hòa. Đây là cái nhà của A Hòa trên này các bác nhé. Bây giờ tổ chức ở đâu cho im thế nhỉ? Chú, như anh em đang cơm nước ở dưới này. Cho Tuyên xuống xem là anh em bếp núc như thế nào. Đang mưa các bác ạ. Mưa rất là to. Đến đây từ sớm rồi thì có cả anh công các thứ đang ở dưới này các bác nhé. Đường nào đây? Ở đây không có đường vào à? Đường không có đâu, đi đường kia vào. Hay nhỉ. Đi đường bên này các bác ạ. Thế mà em Trọng vừa gặp ở đây mà không bảo mình luôn chị nhá. Vâng. Nấu cơm ở kia à? Đó. Nấu ở kia hay nấu ở đâu đấy? Nấu ở nhà kia. Thế ở đây? Đây thì... Ở đây không làm gì à? Vâng. Nấu ở nhà trường các bác ạ. Nấu ăn ở dưới điểm trường luôn. Trường lắm. Hôm nay anh em đến sớm thì mục đích là cũng muốn động tay động chân mỗi người hộ nhau một tí. Em chào cô. Chào anh. Hoa của Núi ạ. Vâng. Chào anh em nhé. Toàn các anh lên trước cái này. Đây giếng của ấy mà. Cứ nhiều món đấy nhỉ. Làm mấy món đây công? Anh cũng hôm nay thì hoàn toàn là đầu bếp trên thuyền. Đấy. Kia chú kia với anh Thức nữa là hôm nay là bên team của Nam Mai. Vào thì các chú đã làm hết rồi. Mình vào le ve thôi. Anh em làm rồi thì lên trên nhà A Hòa để review căn nhà thôi. Cái này thì lúc nóng. Chào tất cả các bác trên kênh của anh và bạn. Hôm nay thì trong rất là vui khi mà có gần như là sắp tìm được các anh trong làng YouTube Minh lên để mà chung vui bữa cơm vào nhà mới của A Hòa. Đấy các bác ạ, rất là vui vì có sự hiện diện của các anh. Nhưng mà hôm nay là trời mưa gió mọi người ạ. Các anh không quản ngại đường xá. Ăn cố rồi. Có khi mưa thì cả lâu cũng đủ rồi. Đang lập. Thông tin với anh nhiều thì có cô Mai với chú Phượng ở Hà Nội lên là tài trợ bữa cơm. Vâng. Cô chú là từ cái ngày khởi công nền nhà cô chú lên lần rồi. Và theo như lời hứa lúc đó thì cô chú còn lúc là chân dài cô chú lên cô chú ăn bữa cơm. Đấy. Là không thực hiện phúc cơ thực hiện đúng lời hứa của cô thì là hôm nay là thay vì cuối tuần là cô lên đây này. Và đáng lẽ là giờ này bắt đầu là được chiến đấu rồi nhưng mà do sáng nay mưa quá công tác chuẩn bị là lại mất nhiều thời gian. Đấy. Đồ đạc thì cô xuống thì như kia thôi này.
em lại cho chú em là mưa gió quá lại và ô tô chở vào thì mới được, cuối cùng là cả buổi sáng hôm nay là hơi chậm một tí. Hôm nay tăng đường các bác ạ, cháu tuyên xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả trên cả tất cả các kênh. Thì hôm nay có mặt ở đây thì cũng rất là vui các bác ạ. Những cái kết nối bây giờ là thành quả thì sự là nhờ ơn của các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm thì anh em mới có những cái dịp để gặp nhau hiếm hoi như thế này. Ít khi có thời gian mà anh em hội tụ đầy đủ, bởi vì đa phần là anh em mỗi người đi một hướng nên là rất khó để gặp nhau, mà những lúc gặp nhau ở ngoài đường thì nó cũng chỉ là chớp nhoáng thôi, chào hỏi nhau một tí xong là tranh thủ ai cũng vội vàng. Và hôm nay được gặp nhau như thế này với cái thời tiết này thì có lẽ anh em sẽ có nhiều thời gian để tâm sự với nhau hơn. Không lý do gì để đi. Hôm nay anh em mình chiến hết mình. Rất mong thì cô ba anh chị và tất cả quý khán giả là ủng hộ cho tất cả kênh các bác nhé. Các bác hiện tại thì đi trước. Anh em đang con đường lên chỗ nhà Hòa đây các bác. Ở dưới này thì anh em tổ chức nấu ăn và khu vực mổ xẻ các kiểu ấy. Thì nhà thì sẽ là chỗ để bày mâm các thứ. Đây là lúa anh này. Lúa đây. Đâu về đây? Về anh à? Chào anh nhé. À, đi đâu đây? Hôm nọ anh thấy nghe bảo là vợ em bị sao à? Bị ngã à? Bị ngã ở đâu? Bị ngã ở phố đấy chân thượng với kem. Đi đâu? Bây giờ đi đâu? Lên trên này thôi. À, lên trên này thôi gì? Đây là con gái à? Đây con gái. Ờ, à, thế vợ đỡ chưa? Ngã đỡ chưa? Đỡ rồi. Về nhà chưa hay vẫn ở bệnh viện? Về à. Thế sao được vỡ ngã như thế mà không đưa vợ đi viện luôn? Đưa mà. Anh thấy chỗ khâm lên mới đưa đi viện mà. Hôm nay em vừa năm đi bàn nhà vừa về đấy nhà. À. Thôi lên đi hộ anh Hòa một tí nhá. Hộ nhau làm việc nhá. Đây là lúa anh nha các bác nhá. Rất lâu rồi các bác có lẽ là cũng chưa được nhìn thấy anh em ở đây, đặc biệt là lũ anh lũ em ở đây. Ở khu vực này thì là chỗ để nước thải các kiểu. Chỗ này thì là trước cháu Tuyên có cố vấn cho em Khâm một chút là xây thì cho nó lên cao hẳn để cho nó bằng cái nền sân. Đẻ đứa thứ ba chưa? Không đầy ơ. À, nhà thì được làm bằng tường bao và kín hết rồi. Đây đứa lớn đây đúng không? Đứa lớn đã biết nghe điện thoại rồi, lúc nãy anh gọi là nghe điện thoại rồi đấy. Cháu chào chú nhé. Nhà của mình gọi là anh Hòa đi, A Hòa đi. A Hòa thì cũng là cũng là anh mà. Nhà rất là đẹp và khang trang. Chú lên đây lâu chưa chú? Lên sáng. Đi từ hôm đêm qua nhà nó lên đây. Đêm qua lên đây là hơi bất tiện của chú nhỉ? Đi hai chuyến. Đi xe. Đi hai chuyến. Đến là thành phố Hà Giang bắt đầu sang xe. Con cũng đã hỗ trợ kênh Tuyên, kênh cháu Hiệp mấy cái bộ điện để mà lắp cho bà con. Để lắp những cái tủ điện như thế này thì nó rất là gọn, và anh Phong khi đã gửi thì thường là anh sẽ đâu sắm hết đấy. Không biết chỉ có vặn đinh thôi. Một khoan được rồi là vặn đinh nào là cứ thế mà ghép thôi. Làm đặt móng bóng cứ vào thôi. Đâu, đây là con của bố Hòa đấy phải không? Đây là cả đây ạ. À, đây là cái lúa của bố này. Đây con của bố Hòa đây ạ. Ờ, đúng rồi. Sáu con anh em. Đây giới thiệu với mọi người, đây là anh Hòa, 41 tuổi nhỉ? Đúng rồi, bây giờ 42 rồi. 42 đây, thành viên của mình ở đâu? Người này với người này. Thế không phải là con này với con này à? Con đấy là hai người, thế còn bốn ở đâu? Bốn người nữa ở đâu? Chắc là đi
chơi à? Sơn Lâm được chơi. Rất là hay. Không ý chia sẻ đi nhá. Các bác hiện tại cháu Tuyên đang có mặt ở chỗ nhà A Hòa đây. Đây các bác, A Hòa đang dọn dẹp cái đồ mưa to quá. Mưa tầm ra mà mưa tầm mưa dã các bác ạ. Chúng nấu cơm thì lại ở bên dưới trường học dưới kia. Còn ở trên nhà thì vì không gian hẹp quá nên không nấu được. Đây là một cái căn phòng đồ mà trước cháu Tuyên có giới thiệu với các bác ấy. Thì cái tập phim đấy thì cháu Tuyên bị mất âm thanh nên là nói các bác không nghe được. Thì đây là toàn bộ cái gian phòng đồ của
ao à. Thì cái phòng này thì mục đích là sử dụng làm bếp củi luôn các bác nhé, bếp để nấu củi ạ. Trời mưa quá anh Hòa ơi, trời mưa thế này thì chắc không ăn nữa à nhỉ. Bây giờ mình làm nhà cũng phải mưa. Ôi rồi. Mưa quá. Không lan đi đâu hết rồi. Không lan đâu hết rồi. Không lan thì dưỡng rồi. À được sao cái mẹ? Ừ. Tôi cổ đây thì mưa lên báo rồi. À. Mấy con chuột kia đâu rồi? Mấy con chuột này nó bán con phải nó đi mua một con gà. À. Bán bao nhiêu một con? Chưa bế tí là nó một con nó trăm dưới. Con trăm dưới? À. Bây giờ đi đâu hết rồi? Sau nó còn hai con. Nhưng mà ở đây thì nó là vẫn bây giờ sơ. Sơ để rồi. Sơ để rồi. Đi đâu à? Để đâu? Đây. Vẫn là xuống. Xuống cái nhà kia, xuống cái lều kia. Đúng rồi. À. Đấy nuôi được cái đấy nhiều nhiều một tí là có tiền đấy nè. Đúng rồi. Cái lại đấy. Sơ bây giờ em không còn nó là mình cá hết rồi. Mình cá hết lại nó là. Tôi về và nó không có cái gì bán trả tiền điện. À. Nhưng mà đến lúc bây giờ còn mấy con? Hả? Bây giờ còn mấy con? Còn hai con. Còn hai con mẹ với con bố thế à? Ừ, con để đấy, con bố. Trước đẻ bốn con mà. Ờ hai con. Để hai con bé. Hai con bé thế à? Ừ, sau bây giờ để mưu linh nữa rồi, sau là khi mẹ sẽ nó sắp để. Là nó để tiếp để tiếp được thì nó là để ba con nào để được thì để cho hai con nhé. Mà người nuôi chơi nhé. Anh biết làm gì đi. Em cũng là nó cũng tít. Mình phải là nó mình tít thôi. Tại mình mượn ở nhà trước là mua về hay là đi bắt ở rừng về. Mua về chứ. À mua về. Đấy lại đấy là. Ngoài khi mua ở Hà Nội đây đấy. Lại mình ở ngã ba đấy có một anh sửa xe phải mình cũng nhìn thấy có hai con mẹ một con bố nó để ba con. Thường nó đi bắt ở rừng về chứ không phải là bắt ở rừng. Cái bếp này là nấu củi phải không? Đúng rồi. Đúng củi đây đúng không? À, đúng rồi. Bóng điện ở trong này. Có. À đấy, sáng thế mà. Nhưng mà cái chỗ này đáng lẽ đun củi thì phải để cái gì nó thông lên một hai lỗ nó sáng một tí. Ôi, bây giờ em không hỏi nó là bệnh lỗ đây. À. Mình sửa nó là cho ông là thô hậu này. À, sao anh này không hộ mình nó không thích đâu. Số loa đây này, ông này nó bị chửi đấy. À. Cái này là mình hộ nó làm đường đi ngon ngon rồi mà. Sao họ nó là trên này nhìn là trên này nó thì về. À. Nó bảo là mình chiếm đi à? Đấy. Ừ. Được, không sao đâu. Cái này vẫn được. Cái này phải là chị mình mế linh đấy. Ừ. Bảo cái đùa đấy phải nó đi tới phải đi của tiên gần nhà này. À. Tôi nói chị mình nó chửi bảo là không cho làm đường này à? Chị là bây giờ vừa này không nó sửa, sao không sửa được đâu mẹ? Họ đi bây giờ họ nói chị mình mới đến đây. Thế bây giờ con dâu về đây họ, về ông nó phải đi làm công ở Yên Ninh. À. Phải họ nói cho họ cho con dâu bây giờ. Bây giờ em không về thì phải là mình muốn nhiều thì phải em không. Tôi bây giờ con dâu của con dâu về gọi điện lên bây giờ cho nó là đánh mình. Nó đánh mình á? Thế hôm nay có đánh không? Nó có dám đánh thật không? Không dám nói gì. Nó dọa thôi. Nói chung là đất của mình đến đâu thì mình làm đến đấy thôi. Đúng rồi. Có gì phải sợ đâu. Nhưng mà bây giờ nhà xong đẹp thế này rồi thì nghĩ được là làm cái gì để phát triển kinh tế không? Uh-huh. Đất lấy về chưa? Đỡ. Ừ. Đỡ. Cái đất cho họ thuê kia lấy lại chưa? Chưa. Vẫn chưa lấy lại à? Ừ. Làm sao không lấy được à? Không hỏi nó lấy. Tôi hỏi nó là tôi cái nhà đấy phải nó
Thì chúng lấy về. Không thích lấy về? Chúng lấy cho mình bảo. À, giúp lấy về gì? Đấy, phải bây giờ phải có đất, có nương để làm ăn chứ. Đúng rồi, chỗ mình đây không có chưa, phải là mình sao phải lấy về, phải mình nó đi mua một con gà với con lợn về nuôi ở đất của mình. Ừ. Ở đây sau nó không có cái gì là chuồng. Nhưng mà nếu mà làm chuồng, làm chuồng lợn ở bên kia thì xa quá. Không sao mà, xa cũng không sao, đất phải của mình thì để nó nuôi được con gà với con vịt. Đấy, có lợi, có dê, có gà nó cũng được rồi. Đấy, đất của mình cũng thế rồi. Phải như thế các bác ạ, hiện tại thì anh Hòa thì nhà đã xong rồi. Nhưng cơ bản là cháu Tuyên muốn hỏi là có dự định gì sau khi mà nhà xong. Thì anh Hòa anh có chia sẻ là bây giờ muốn cho em Khâm, xin em Khâm để cùng với anh Hòa đi xin lại cái chỗ đất mà đợt trước anh lỡ cho người ta thuê. Thì bây giờ đi xin chuộc lại về để phát triển kinh tế ở cái chỗ đất đấy. Mục đích là xây chuồng và làm quây cái chỗ đất đấy để mình nuôi con gà con vịt và nuôi một hai con vật nuôi để phát triển kinh tế và phục vụ cuộc sống mưu sinh của gia đình anh. Cũng hợp lý thôi các bác ạ. Bây giờ nhà cửa thì đàng hoàng rồi, lo cho các con có chỗ ở rồi đúng không? Đúng rồi. Có chỗ ngủ rồi thì mình cũng phải tìm cách để mình tìm việc làm chứ nhỉ. Ừ, sao rồi mà đi lấy lan về bán suốt được. Sao bây giờ là nuôi gà nuôi với nuôi cái gì cũng được. Bây giờ mình nuôi nhiều phải đừng nó không đi tì la thôi. Ừ, đấy, la phải nói là đâu bây giờ nhiều người đi tì xong nó bán thì không được giá phải không? Không được bao nhiêu rẻ quá, xong nó không có ngày thi lấy rồi à. Lấy được nhiều rồi không người thích lấy rồi. Sao mấy xe ô tô nó không biết rồi. Mấy xe ô tô không biết rồi. Anh Hòa lấy nhiều nhất đấy nhỉ. Đúng rồi. Nhưng mà lấy lan có phải trèo lên cao không? Có chứ. Mình kinh nó cất đấy một yến đấy. Mình trèo lên à? Trèo lên như thế. Trèo núi đá hay là trèo trên cây? Trèo núi đá. Nó ở trên cành cây hay là ở trên đá? Ở trên đá. Sao đấy lùng vàng đây. Đây lùng vàng bên này á. Cái rừng đá bên này đi. Đúng rồi. Sắp đến đấy luôn. Ở đây thì rừng nguyên sinh vẫn còn khá nhiều nhỉ. Gọi là mình đi vào đấy thì tìm cây lan, không biết là thuốc không? Có mà. À đấy, phải tìm cây thuốc mới bán mới được lâu. Đúng rồi. Biết nhà thuốc thì mới kiếm ra tiền được. Ở cái này cũng phải mà. Đâu? Bây giờ ông đi tới vào đấy. Sao bên đường bên kia? Tới qua đường bên kia. Đây là cái thuốc gì? Cái mông thì mình nó biết. Lấy xe nào, lấy xe nào. Cái này là cái này mà hốt khánh. Cái này cái gì? Hốt khánh. Hốt khánh. Hốt khánh. Cho nên mốt la. Mốt la à, cho nên này. Cho nên mà cho cuộc quá mà nó tông lọ. Cho nên mày tông trí đầy. Cho nên quên gì? Cho nên là cho trái, cho giá hầu. Mốt cho la. Cho nên chứ hầu trái tông mà hả? Tông mà. Hay rồi như của từ trước rồi, từ trước là có tốt mấy rồi qua qua đốc quá phải tỏ khư đi về kia rồi về kia quá có một chút nữa. Cho nên mới giết khua là cho nên khua mà cho nên cứ đó là con đây rồi. Cái này là tam thất rừng các bác nhé, tam thất rừng là củ này củ tam thất. Mang nghĩa là gọi tam thất nhưng mà tam thất ở trên này nó khác hơn với xưa một chút. Tam thất này thì nó là dạng dây. Không đây. Cái này là cái ngâm thuốc đau lưng thôi, thuốc đau lưng các thứ thôi. Cái này là cây tam thất à? Dây tam thất dây. Cái này trên núi đá mới có này. Đấy là nó cây này nó dài mà. Cây này nó dài lên cao cao. Cao cao mà. Nhưng mà thế là gì đó, ít không được, nhưng mà cái cảm nhận
Ờ, xa lì trà mua lúc cứ chua như này, lấy ba như này mà xa lì trà. Nếu xa là chứng à. Ờ, xa lì trà mà ông cho bò nó thả, ông thả lùi cho chim à. Ủa, chứ bác thả lùi cho chim nào. À, bác thả, thả ông ta mà ông thả mà. Anh Hòa thì về cái tiếng phổ thông anh không biết nhiều nên là cô chú thông cảm. Anh cái cảm xúc của anh không biết bộc lộ, thực ra anh rất là vui nhưng mà để mà biểu hiện ra bên ngoài thì không biết trình bày kiểu gì cho cô chú hiểu. Vâng, mà anh ấy thì không nói được câu nào. Không có gì thì cũng biết thì phải nó biết ý này, nó nói chuyện với nhau hay là gần nhau ở đây nó cũng biết nó như nào. Mời mẹ vợ đến hả? Mời mẹ vợ đến. Ờ chị, ờ chị Hú, ờ từ con, ờ từ tuần từ tay tay đó. Không à, từ để tay, từ đắt lầu, từ đắt lầu, từ đắt lầu lầu cô chế à. Ừ, từ giờ giết từ miền tây âm từ đã lâu quá nè. Ồ, lấy cái ngoài nè. Ừ, hai lần bốn thì nước đi bỏ vào. Ồ, à, bà ngoại thì mẹ vợ ấy là hôm nay cũng có cái ông cậu làm nhà hôm nay lập nái là không ra đây được. Câu quả gì đây tôi nhớ sau đó là không nghe. Chị dùng mà so sinh chín giờ hết bò lên họ hỏi 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 ông bên lùi so sinh hỏi hỏi hết giờ mà đâu bây giờ em cả chú với cô nhé. Cảm ơn cháu, cảm ơn đấy chứ cô với chú nhé. Bây giờ là cố gắng là phát triển kinh tế sớm là trời em nhé. Cảm ơn em Tuyên, em Tuyên đấy, gặp mấy lần rồi nhưng mà không nhớ tên. Sao không biết tên gì? Không biết tên. Chưa gặp bao giờ luôn. Em tên là Hiệp chứ? À, Hiệp. Theo anh. Ở Yên Minh. Ở Yên Minh à? Vâng. Sau bây giờ mình cũng đi bán la. À, bán la mấy bán chi chầm màu. Đấy, chi gì mình cũng về bán, mình cũng sau đó nó đi, sau đó thấy thì sau đó cũng biết. Bán lan cho bán chim chầm màu, hay bán lan cho cái nhà của cái cô gì vườn lan kia đúng không? Lan phải nó lan anh này là cứ mang ra ngoài đường đó. Chị Thu đấy, chị Thu Hồng đấy. Chị Thu Hồng với sau đó mùa hai cùng sau không biết rồi, sau lúc đầu cũng bán vậy nó cũng một lần thì sau cái lệnh tốt là nó được sát đến triệu hơi triệu cũng có nhưng mà lấy cho cây cao à, lấy cho cũng có trên núi đá thôi, núi đá thì bây giờ chặt hết rồi. Cây cao thì muốn trèo nhá, nguy hiểm lắm. Lao động chính của gia đình mà lại trèo cao thôi thì chắc chắn có ba chú lợn đi cùng. Vâng. Có được không?
Đó. Đi lên rừng đấy bạn, cho các bà chú được, tôi cứu với tôi nói cảnh đốt đi đường như này nhớ. Nhớ nếu mà đi về trong ngày thì là sao, không về kịp, phải đi nhanh thì mới về kịp. Đi xa mình cũng đi rồi, thì gần bây giờ cũng còn rồi. Thế mà 10 ngày mà gần 1 triệu thì 1 tháng được làm ở lại xa mùa chứ. Không được đâu em ạ. Đầu mấy chùa mùa, đầu mấy chùa mùa, đầu mấy chùa mùa, tức là về dồn nhiều, đấy, dồn vào xong mới đi bán. Đây là trước thôi, bây giờ không được rồi, bây giờ có ai mua đâu. Cái này tất tố phải nó là, cái này tất tố phải nó là mù người mà mù mình đi, phải là nó là đi sắp đến sắp đến đồng văn thế là đồng văn, đồng văn cũng đi chứ, đồng văn cũng đi đi rồi, đừng đến đường rồi không mấy giờ đi bộ rồi, sau nó học khỏe anh đi đi xe mà. Đi một mình à? Sao không phải phải khỏe em này, khỏe em đi đâu mà. Thế cái hôm mà đi bán hai con chim đi mà bảo chiều mấy xong thì sau bán được bao nhiêu tiền? Chi á? Con chim mà hôm đánh lên trên thị trấn bán này, không có bán không ở dọc đường nữa. Sao nó bán nhiều, sao lúc đầu không nhớ đồ tội? Bảo là không bảo tại sao không mời, thì anh ấy bảo là nếu mà mời thì mất giá trị. Cũng biết đấy, cũng miệng lắm đấy. Đúng rồi, để sách đi như thế người ta tự hỏi thì mình kiểu là mình mà đi chào người ta thì khác gì là ép con lợn đấy. Đấy, chào người ta thì kiểu như là chào mao ế thì là kiểu hàng ế rồi. Đúng rồi. Hay đấy, bán nhiều rồi cũng biết đấy. Đơn giản thôi anh mà. Đơn giản chỗ nào nhá. Có cứ đi mà xem, nếu mà đang buồn ấy mà gặp Mã Hòa rất tươi cười. Đúng rồi, tiếu lắm. Đúng rồi. Cái gì cũng được. Thế bây giờ là cô cháu mâm cơm đây các bác ạ. Mâm cơm cô của nhà Hòa đây nha các bác nhá. Ngồi lên nền đấy các bác, không phải giải chiếu thì là không phải. Mình là mới xong nhà hôm qua, không có điều kiện nào khác là sắm sửa chiếu. Thế nào? Mình cả năm hôm nay là ngồi 6 thôi, 4 năm. Đấy, số lượng thì chắc cũng là... Có khi là không đủ 6 người đúng không? Thế là coi, bây giờ coi cứ ngồi dài xuống nhờ. Ngồi dài nha. Đây, A Hòa ơi. Anh Hòa đây. Đứng đứng kia em nhờ một tí nha. Nói chung là hôm nay vào nhà mới thì em cũng chẳng có gì, còn là có một tí gửi cho anh. Chúc mừng nhà mới nha. Cố gắng phát triển kinh tế nha. Được rồi. Rồi, rồi, cảm ơn nhé. Cố gắng nha anh nhá. Rồi. Đây là mâm cơm mà Tân gia nhà A Hòa đây các bạn. Ô một bao lấy 4 mâm ở trong nhà. Một đây 2 mâm ở đâu nữa? Anh ơi bạn ơi. Cái giải số như thế này ăn luôn các bác. Các bác nhìn nó hơi phản cảm một chút nhưng mà thực sự các bác là nền nó rất là sạch thôi. Nhà thì mới hoàn thiện trong năm qua, hôm nay vào tuần ra luôn rồi. Có vài món cơ bản, thịt gà rồi là nem cuốn,
giò chả. Đây là canh. Canh đu đủ ấy. Đu đủ à? Món nào còn món nào đấy, tập trung đông đi. À, quả, hoa quả, hoa quả. Cháu này quay một nước quả. Quay tiếp cho bạn được không? Không người thì có dám ra. Quay thì vẫn dám được. Xếp ra chị tao. Hả? Xếp chị tao. Nên à? Xếp ra chị tao. Xếp là tiền là đâu nè? Xếp lại là. Ồ, tao mới chứa, tao nói là khó. Chỗ biết tụi cứ tin thế này mỗi tụi đảng. Nhất tụi. Gì à, trâu tụi lô mỗi tụi tà không? Ở chi tụi lô. Mỗi nhớ tỏ lớp phòng đó nè. Sú. Hắn là tụi rau là tụi rau là tụi lo. Nó tụi lo là. Lo tỷ y à? Là tỷ trà. Tỷ o. Tỷ o, o nè. O tỷ trà. Tỷ trà. Đến bữa rồi, đến bữa rồi thì cháu Tuyên cũng xin mời các bác các cô chú các mạnh được con một lần nữa thì. Cháu Tuyên xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các nhà hảo tâm và cô chú anh chị đã tài trợ cho gia đình nhà Hòa. Cảm ơn các bác rất nhiều đã đồng hành cùng với anh em YouTube ở trên Yên Minh. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe và mời các bác ăn bữa cơm tân gia cùng với gia đình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả ở những thước phim sau. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.